Hôm nay mùng 3 tháng 12, lãnh đạo chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk xác nhận một cán bộ đã được phát hiện tử vong bất thường trong rừng. Thông tin ban đầu, nạn nhân là ông NKA, 49 tuổi, quyền trạm trưởng trạm Kiểm lâm số 2, khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô thuộc huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 12, ông K điều khiển xe máy đi tuần tra rừng. Đến 14 giờ cùng ngày, không thấy ông A về, nhân viên của trạm quản lý bảo vệ rừng gọi điện thoại thì nghe đổ chuông nhưng không bắt máy. Lúc này, nhiều người chia nhau vào rừng tìm thì phát hiện xe máy của ông A. Tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện ông A đã tử vong với 14 vết đạn. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo mai táng. Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cho biết thêm, ông A tử vong tại điểm nóng tuần tra, gần tuyến đường lực lượng kiểm lâm chốt chặn để ngăn chặn các đối tượng xâm nhập vào khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.